Mbappe khẳng định Ronaldo là GOAT, chắc chắn xuất sắc hơn Messi. Trong chia sẻ mới đây, hậu vệ Abdo Diallo, cầu thủ đang được PSG cho Leipzig mượn, tiết lộ rằng Mbappe đặc biệt hâm mộ Ronaldo và sẵn sàng dành thời gian để bảo vệ thần tượng. Ronaldo mới thực sự là tất cả đối với Kylian Mbappe. Nếu ai đó đề cao Lionel Messi hơn Ronaldo, Mbappe sẽ dành cả tiếng đồng hồ để phản bác điều đó. Đối với Mbappe, Ronaldo là bất khả xâm phạm. Từ lâu, Mbappe thừa nhận là một fan của Ronaldo. Căn phòng của ngôi sao sinh năm 1998 từng dán kín những tấm hình của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong giai đoạn khoác áo Real Madrid. Tại World Cup 2022, thần tượng của Mbappe đã sớm nói lời chia tay sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha nhận thất bại trước Maroc ở tứ kết. Khi Ronaldo đăng tâm thư trên trang cá nhân của mình, ngôi sao của đội tuyển Pháp đã không ngần ngại mà để lại thông điệp ca ngợi thần tượng. Mbappe để lại ba biểu tượng gồm vương miện, hai bàn tay chạm vào nhau và một con dê, với hàm ý ca ngợi đàn anh sinh năm 1985 là một vị vua và là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Trong bài phỏng vấn cách đây vài năm, Mbappe công khai thừa nhận lấy sự nghiệp của Ronaldo làm nguồn cảm hứng. Ngôi sao của tuyển Pháp luôn đánh giá cao sự nghiệp tại Barcelona của Messi, nhưng lại muốn chinh phục nhiều giải đấu, gặt hái thành công ở nhiều câu lạc bộ như đàn anh Ronaldo.